Bây giờ con cất quặn vào cho bố xem nào. Ừ, cất quặn đi, cất quặn quần áo vào. Thôi được rồi. Bố cất quặn vào mà. Xem nào, cất quặn vào. Cất quặn vào đi. Nào con nhặt 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 vào tủ đi. Con nhặt vào tủ đi. Nhặt nhặt vào tủ đi, nhặt những thứ này vào tủ đi. Cất đi. Con mở tủ ra, kéo tủ ra cất đi. Không bôi nữa. Nhặt cất đi con này. Đấy, nhặt cất vào tủ đi. Mở tủ ra cất nào. Mở tủ này ra cất nào. Tủ này. Mở tủ ra cất đi. Kéo tủ ra cất ra. Ồ không. Ồ sao thế? Cất đi xem nào, cất vào trong tủ nhựa đi. Cất đi xem nào, kéo tủ ra cất đi. Cất đi, cất đi, mở tủ ra cất đi. Kéo tủ ra cất đi nhỉ. Rồi. Đấy. Đúng rồi, cất cái thứ vào. Đấy. Nhặt cất đi. Cất đi, cất đi. Đúng rồi, giỏi quá. Cất từng cái một. Ôi giời, giỏi quá. Tiếp cái quần. Đấy, cất tiếp đi. Đúng rồi. À cái túi trước. Đúng rồi, khôn thế nhỉ. Xong cái quần, đúng rồi, giỏi nhỉ. Rồi, quần, quần nữa. Nhặt quần vào, nhặt vào, nhặt từng cái một vào. Rồi, đẩy nó quay vào. Rồi, quần nữa đi. Nhặt vào đi. Ui giời, giỏi quá. Ui giời. Đúng rồi, giỏi đấy. Ui giời, giỏi, giỏi, giỏi. Rồi. Rồi, đúng rồi. Ố, nhét vào, nhét vào. À, đúng rồi, nhét vào. Sao? Đấy, đúng rồi chưa? Sao lại rút ra? Cất đi à? Cất vào trong tủ hả? Cất đi thì đóng tủ à? Hả? Cất đi, đúng rồi. Hả? Ủa, sao rút ra? Cất đi mà. Cất đi. Con gái cất đi nha.